mừng các bạn đến với Cơm Quê TV. Chào các bạn nhá. Ôi trời ơi, lạnh. Như các bạn đã thấy đầu video mình quay cho các bạn xem ấy. Hôm nay vừa mưa vừa lạnh, thực sự là gió nữa, không bước ra ngoài nổi các bạn. Lạnh kinh khủng, mùa miền Bắc đang trong những cái ngày tôi nghĩ là lạnh và ẩm ướt nhất đấy. Còn đúng một lọ da trâu duy nhất sẽ hoàn đơn trả đơn cho anh em anh Thanh taxi đấy. Thì trời mưa lạnh quá, anh em tôi lại tập trung đóng hàng gửi hàng cho các bạn xem video đã ủng hộ anh em mình nhé. Đây này, thịt khói các bạn nhé, đóng vào cái hộp như này gửi đi. Đây là muối này, muối hạt dổi, muối ớt hạt dổi của anh em mình đấy. Măng khô, măng dối, đây bột ướp nướng đấy. Măng chua nữa, đây măng chua bây giờ hiện tại là anh em mình chuẩn bị phải đi ra kho lấy tiếp, vì măng chua mình thấy mọi người ủng hộ rất là nhiều, măng ngon, mua đi mua lại khoảng 2-3 lần cơ đấy, bảo là măng ngon nên mọi người mua ủng hộ rất là nhiều. Chua rồi thì lại đi gọi để phản hồi tích cực về măng chua của em rồi nhá. Ok, Kito đang ngồi bên cạnh, đang đóng hàng bên cạnh các bạn. Đây là măng chua của anh ăn cân ngon quá rồi lấy 6 cân. Mua, mua làm sườn 5 cân. 5 cân chắc mua vịt, anh mua vịt điệu. Mua vịt quả. Mọi người ăn thử rồi bảo là lấy khoảng 500 g hoặc là 1 cân thì ăn thử trước xong rồi đấy. Lấy luôn 5-6 cân. Lấy luôn 5-6 cân. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ anh em Cơm Quê các bạn nhá. Bây giờ thì anh em mình chắc là lạnh như này chắc cũng loanh quanh ở nhà cho ấm thôi, chứ ra ngoài rồi chắc là ốm đấy. Không những ốm là còn nghỉ, không quay video được nhiều, không đóng được hàng đâu, không làm được gì đâu. Đấy. Nên là đóng hàng xong đi, anh em mình đi lấy măng chua đóng nốt. Món thì hôm nay em chuẩn bị rồi. Hôm nay mưa đi chợ em cũng đã chuẩn bị được món rồi, để cho mình chuẩn bị mua đồ cho anh Nhiên thôi, anh Nhiên anh nấu, mình không biết đâu. Các bạn chờ đón xem nhé. Măng chua đây anh em ạ. À, số lượng có hạn nhé. Giờ nói chung là cũng gần hết rồi. Nhiều chắc người đặt quá. 20-30 lọ như này. Đúng rồi. Có nhiều anh em ăn một lần rồi thấy ngon lại đặt thêm. Rất cảm ơn anh em nào mà đã sử dụng qua măng chua của anh em mình nhé. Thì... mà nó uy tín mà, các bạn nhìn này. Không ngon, không lấy tiền luôn. Anh nên mở ra cho các bạn xem một tí. Cái này kể cả đi nó có ra nước một ít, anh em cứ cho thêm nước vào thoải mái. Măng chua thì của anh em mình nó ngập hết cái phần nước này là được. Trắng ngon. Các bạn cứ để ngập giòn. Nước là nó sẽ không bị thâm đen đâu các bạn ạ. Khi vận chuyển ấy thì nhiều lúc không tránh được cái là nó bị rỉ ra một chút nước. Đấy là anh em tôi bó rất là cẩn thận rồi. Trong hai lượt túi bóng ngoài. Nhưng mà các bạn yên tâm là các bạn nó chảy ra một ít nước, các bạn lại cho cái nước gì nó sôi vào ngoài. Nước sôi để nguội. Nước sôi để nguội, nhà nó lại bình thường. Ăn lại giòn ngon. Đợt một tuần nó lại chua lại như cũ. Ok, bây giờ anh em tôi lại bê lên trên nhà để đóng gói đây. Vừa lấy ở kho đấy. Toàn hàng toàn hàng trong kho. Măng chua chất lượng luôn các bạn ơi. Xong hàng cam hóa rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình có món rồi, có món để chia sẻ cho các bạn. Tuyền đang sơ chế. Sơ chế. Bật cái điện. Đó chính là rất nhiều chất đỏ. Cái miếng này thì anh nghĩ không có đâu. Đấy. Ui. Một mâm bắp. Bắp này. Kia là chân giò. Bắp và chân. Lạp sườn. Lạp sườn đấy mang ra nấu đi. Có cả thịt gà nữa không ạ? Đúng rồi. Mà sườn đấy mang ra chiên chiên luôn, chiên nước. Để mình sẽ đi khò qua cái chân nó đỡ lông các bạn nhá. Cho nó sạch. Không phải hẳn nữa. Đây. Này mình sẽ dùng cái gà này. Thì gì đây? Đun nước thịt gà. Đun nước thịt gà. Gà thịt kia cái này để đun nước để thì nó trần cái này được. Ok. Anh em mình đang hết bình ga mini các bạn. Anh em chơi quả bình ga hơi mini hơn một tí nữa. Đây là ta sạch chân giò, nghĩ là các bạn đều biết cách làm sạch chân giò. Các bạn thỏ vàng lên hoặc mà cạo đi là nó sẽ sạch rất lâu. Sạch. Đấy, nó sẽ... Điện sáng quá. Theo mình nhiều điện mà. Hôm nay một mâm này vẫn kiểu gì cũng sẽ đủ để anh em ngồi lai dài hết cái mùa đông giá lạnh này, đêm đông giá lạnh này. Nhưng mà nếu mà có cái bếp ga mini thì vẫn tiện hơn các bạn nhé. Rõ ràng. Mình đã đốt phần chân giò xong rồi thì mình sẽ luộc hạt sen các bạn nhá.
Xe này luộc trong vòng khoảng 20 phút nhá. Bật mí hơn, hôm nay anh em mình sẽ làm món chân giò om hạt sen. Xong là tí nữa mình sẽ lấy nước để đun qua một ngâm. cái nấm hương này phải ngâm đi các bạn nhá. Nếu mà các bạn cho luôn vào nấu nó sẽ rất là có mùi. Mùi nó rất là nó khó chịu ấy. Với cả cho nó nở ấy. Giờ thì đi làm bây sạch. Bây giờ mình sẽ đi làm sạch cái này đã. Thổi nhiều quá. Một mầm. Lại còn bắp gắng thêm một cái bắp nữa chứ ảo thế đấy. Sen đi luộc được 20 phút thì anh em mình sẽ vớt ra nha các bạn nhé. Ăn được luôn rồi anh nhỉ? Được luôn. Nhưng mà cái này càng đun lâu thì càng ngon các bạn nhé. Không, phải hầm cái gì thì nó ngon. À, hầm cái gì nó ngon à? Nó phải có tí mỡ chân giò vào. Đấy, có đấy. Hay là để em đổ luôn. Ngâm luôn cái lấm đi. Ok, được chưa? Hết rồi anh. Anh bảo bỏ hết cái xanh xanh trong này đi các bạn ạ. Bỏ đi nó đắng ăn lắm. Cái này nó đắng này. Đắng. Đấy, cái mầm đấy. Đắng. Tết luôn. Ok, bây giờ là đến... Chặt xương các bạn nhá. Có không? Có. Cái nào có? Cái có, cái không có. Giờ chặt chân giò ra chặt thành cái miếng vừa ăn. Vừa miếng nha các bạn. Mùa đông lạnh anh em cứ rú vào nhà. Mưa. Nói chung là cứ hẹn theo mùa các bạn ạ. Mùa đông thì không đi đâu được. Mùa hè thì mình khó đi lên núi các thứ nhiều hơn. Mùa hè mình được ra thiên nhiên nhiều hơn. Mùa đông thì đúng là chịu đấy. Mùa đông hẳn mùa đông người. Đi lên núi hơi ảo. À, đi lên suối hơi ảo. Ở nhà đã lạnh rồi, lên trên đấy lạnh lắm các bạn, không đi được đâu. Hôm nay đấy là phải tắm rồi. Thỉnh thoảng mình đi gọi là soi hôm nào mưa lại tí bữa cua thì chắc là cố gắng về tí các bạn. Muối. Được hẳn một mâm các bạn ạ. Mâm đầy luôn móng giò. Anh em xong chưa? Sắp xong rồi. Giá mà nó có cái hạt sen đen, hạt sen trắng thì mình còn cho lọc ra cái. Đây một màu như may nhé. Nãy trộn lấy hạt độ. Nhưng mà hạt sen to này chứ còn sen nhanh dễ thôi. Bây giờ thì cái này sẽ mang đi táo các bạn ạ. Táo thơm. Đến giờ đói nhanh rồi. Rồi. Anh nhanh tay được cái to. Thế cái này. Em chơi cái bé. Chơi cái to này đây. Uầy, này các bạn này. Mọi người trước nhá. Nhìn màu này. Mỡ. Đây là mỡ. Anh em mình đây là nó như kiểu luộc ấy. Là chiên nước ấy, mỡ, chiên nước. Mỡ của nó đây. Mỡ của nó từ ra luôn. Ui, cái này to này ăn đã lắm đấy. Các bạn ạ. Mời mọi người nhá. Này các bạn đây. Cái quệt vào đây này. Quệt quệt nhá. To nhỏ đều ngon hết nhá. Đúng. Ngon. Quệt à? Quýt. Lấy phần mỡ à? Ui. Xin mời bạn nha. Ngon. Ai cho ăn rau? Không được ăn rau. Chỉ được ăn lạp sườn thôi, không cho ăn rau. Rau để tí nấu ăn đấy. Ngon quá các bạn. Ui. Bẻ phát rồi. Ui. Ui. Chặt. À. Đây nhá, mỡ, phần nạc. Anh em ăn hơi hoa kìa. Anh em phải bé bé rồi. Không cần anh ạ. Phải bé không ngon đâu. Của nhà sản xuất. Đúng mỡ giỏ. Đây là phần nạc. Rồi mình sẽ táo xả với muối trắng nha các bạn nhé. Muối trắng vào. Tài độ cho... Cho xương vào các bạn nhá. Chân giò. Nó bắn đấy. Là móng giò. Ui. Ok. Táo okay. Thơm nha. Chín chín cũng được anh nhỉ? Được. Anh em mình cũng phải hầm lâu. Thế thì 8 giờ mới ăn cơm ạ. Rồi, để làm món chân giò hầm hạt sen thì chủ yếu vẫn là hạt sen các bạn. Hạt sen này không thể có hạt sen. Bên này còn mình sẽ dùng cái nguyên liệu phụ, hôm nay mình dùng ít hành khô này thôi. Đây là củ cải trắng, cà rốt nha các bạn nhá. Hành với lại một chút
sau mùi này thì nữa mình sẽ thái nhỏ và rắc lên chốc. Bây giờ mình sẽ thái cái băm cái hành khô và cà rốt. Cà rốt cùng cải trắng. Đơn giản nhỉ, nguyên liệu làm cái này đơn giản thôi. Quan trọng nhất vẫn là gia vị. Gia vị có tương ớt này, lên nước mắm, xì dầu, mì chính, bột ngọt, tiêu. Tiêu rồi. Đơn giản như đan rổ các bạn. Rồi mình sẽ cho một chút ít dầu ăn để phi cái hành khô cho nó thơm nha các bạn nhé. Nấu đây. Anh em chuẩn bị nước đấy, được rồi đấy. Ok. Chuẩn bị nước sẵn đi. Cái này cho vào luôn nhỉ. Lấm á. Chính các bạn ạ, 2 thìa mì chính này. Một nêm các bạn ạ. À, tầm khoảng 1 thìa rưỡi. 2 thìa đường. Cái này anh em cứ cho ước lượng, tí nữa mình cho nước mình nêm nếm sau. Xin su, tương ớt. Cái dầu hào. Cái rửa thôi, thì nữa anh em mình sẽ vẫn phải nêm nếm sau. Còn nếu mà cho rửa rin thì... Rin thì không, rin thì phải tính được đông ra lượng. Xong rồi, đấy lại nấu nhiều quen rồi nước. Đang rửa đấy. Này này, rửa đấy. Đông này, này chuyển món này. Cái chai và chuyển rượu thì cũng quá là ok. Ăn lại tối giật giật đi các bạn. Giật kim bao lại giật kim bao lại không? Nhiều cái giò này rồi, cũng nhiều hạt sen. Mình cứ linh thoải mái. Thế này càng linh lâu càng ngon. Đủ nước vào anh em nhá. Thế đi em, thoải mái đi. Nước ớt. Thế đi nữa. Thì mình đang đun nó cạn đi mà. Mình đun nó cạn như thế. Giờ là on ra nhỉ. Theo củ quả này tí mình sẽ cho sau. Cái này mình cho sau. Cả cho coi luôn thì nó nhừ mất. Cái phần bóng giò này thì anh em phải ninh thật lâu. Ăn nó mới ngon được. Rồi anh em ơi, mình đến thời điểm mình cho củ quả vào đập mà. Đun thêm một lúc nữa. Một lúc nữa nhưng mình sẽ thả cái phần hành với lại cho mùi vào đi. Lên mâm các bạn nhé. Anh đảo lên xem hạt sen như nào rồi. Sen thì nhiều rồi. Úi. Rồi, ngon đét các bạn ơi. Ui, lại lạnh là phát này lại ấm rồi. Ấm cúng luôn. Chuẩn bị mời các bạn nhé. Em chuẩn bị đồ nhá. Nước đã chuyển sang màu đục này là khá là ok các bạn ạ. Đấy, đây là cái chất keo này. Chất màu xanh nhỉ nhỉ. Đấy, rắc rau vào là anh em mình sẽ múc lên mâm nha các bạn nhé. Rắc hết rồi. Rắc hết và thả hết vào luôn. Tất cả. Đấy. Cho có màu. Thấy cho thơm. Thơm. Ok, đưa màu đỏ đưa mấy màu vào rồi. Múc nha. Ok, ơ lấy ấy ra. Múc luôn vào cái Kito. Lấy măng ớt ra đây. À đâu, Tài lấy măng ớt đi Tài. Lấy măng ớt ra anh em ăn cả măng ớt chứ. Múc à? Múc luôn cái lồi đấy à? Múc nha anh em nha. Để tôi. Thoải mái đấy. Anh em thấy ăn bằng này chắc là cũng vừa tầm rồi đấy nhỉ? Không, múc một nồi này trước, không tí nữa anh em mình cứ để đây cho nó nóng. Không, em bảo là ăn hết cái chảo này là cũng được rồi đúng không? Ăn thì thôi. Anh em ăn thì thôi, đừng ăn nhiều các bạn.
của nhà anh được nhiều phết nhỉ. Ok. Chúng chưa? Chúng tay rồi. Gần chúng. Ui ôi. Nhiều. Ok, ok, thêm tí nước đi anh, thêm tí nước cho nó giữ nóng cho nó lâu. Rồi, mời các bạn nhá, mời anh em nhá, và mời mấy anh em nhá, và mời mấy mời chúng tôi nhá. Đây này, chơi thêm cả dạ châu. Dạ châu các bạn ạ. Rồi, xin phép nhá, mình chưa mình cứ nhai thử các bạn ạ. Có chút nào. Mang ớt đây. Mời, đây, các bạn này, mời các bạn nhá. Em cho ít mì chính đây, đây. Chính tí không? Sỏi. Ôi. Được không? Giòn. Luôn. Đằn ngon thật. Mời mọi người nhá. Trời ơi. Giòn đấy. Đây. Mời các bạn nhá. Ok. Đây nghe. Đâu? Cảm ơn mọi người. Phải nói là tay nghề của anh em mình làm càng ngày càng càng cao đấy nhở. Đây măng này với là măng ớt là mình ngâm này là ăn luôn được, còn cái măng chua kia không ăn luôn được các bạn ạ. Nấu cái này là thái nó hơi to nhưng mà ăn nó mới đã các bạn. Lúc ăn cái đợt đầu mình bắt đầu mới làm cái da trâu này thì nó cũng chưa được ngon như bây giờ đâu, bây giờ nó ngon hơn nhiều này. Rồi nhà mình mới cho các bạn muối thì nó phải mặn nữa các bạn nhá. Thế mà các bạn pha ra thì nó bình thường, chấm thì mặn thì bạn chấm nhẹ thôi. Muối sao muối lại mặn thế? Mình thì quen rồi, nên là mình sẽ cứ vẫn chấm đều. Muối ớt hạt dổ này. Làm chén nó tỉnh nào. Lạnh quá. Thời tiết dã man quá các bạn ạ. Mày thì chịu lạnh. Bây giờ thích ăn muối hơn chứ không phải. Đúng rồi. Nghiện rồi. Đấy. Rồi dùng đi, mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá. Đây, ôi sủi đầy bát ngập thơm luôn. Thức luôn em cảm ơn. Thổi vừa thổi vừa ăn các bạn ơi. Chấm tí muối hạt dổi. Mời anh em xơi. Làm bát nữa. Đây, ôi, làm bát nữa kìa. Đúng rồi, làm bát nước chấm mời nó đi. Bạn nhá. Miếng ngon. Được. Ngon luôn. Mùi vị hạt sen quá là đỉnh. Ui. Thơm thơm. Chấm muối hạt dổi nha. Xin mời bạn nha. Mình ngây được lâu quá. Ngọt. Ngon. Nó ngọt lắm. Ăn cái này tôi sữa lắm đấy. Ui. Nướng này thịt này. Ui nó thơm ấy. Mình làm miếng bắp. Bắp chân vào. Từ từ để lấy cái muôi để làm cái chấm đây. Cái hạt sen nhỉ. Đúng rồi. Mất hạt sen. Thêm băng chua. Chua măng chua măng ớt măng ớt nó cũng chua chua lấy vừa cho em ủi để lấy nhiều đấy. Còn măng chua của anh em mình bán thì là để nấu với cả ếch này, vịt này, gan này, gà này, gà thịt lợn cũng nấu được các bạn ạ. Lợn quế nha. Ốp sen đâu nhỉ? Là sen nó phải ở dưới hoặc là ra trên chảo. múc hẳn chìm, nó chìm cái đáy mà. Múc xuống đáy rồi. Cái nồi này nó sâu. Nhiều lắm mà. Đâu để anh thử những này này. Dục siêu nhiều được các bạn ạ. Múc cái nước này mới ngọt các bạn ạ. Thế mà nhà mình cứ múc vào đây cho nó nguội đã. Ngọt lắm. Ui. Ô. 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 Còn mình mang nữa là ngon. Hơi nóng. Hơi nóng mà. Hơi nóng nhưng mà ngon, hợp với thời tiết này. Ôi nhưng mà ăn thêm tí măng là nó cay cay. Tê tê. Măng là nhiều ngon. Tí củ quả đi anh em. Ô củ quả đấy, củ đấy. Đấy. Củ thịt đấy. Quả thịt đấy. Hạt sen nó chìm dưới đáy các bạn ạ. Mình lấy thịt một ít hạt sen để cái nước này nó ngọt lắm đấy nhờ. Quá ngọt luôn. Đây, ra đây. Đại ca ra đây ăn xương. Ra đây, ra đây. Ra đây ngồi xuống. Nãy ngọt thì không xuống. Đồ này đang mải xem tivi các bạn ạ. Ngon ngọt. Nói chung là chính sách của YouTube anh em mình không quay trẻ con nhiều. Con thôi. Chứ không thì mình quay mình ăn suốt. Các phần miếng to vào em. Rồi ôi. Chơi nằm cuồn luôn các bạn ạ. Mình cũng biết là chắc là nhiều anh em có sở thích gặm mấy cái món này. Nói chung là mình đi ăn phở ấy nhỉ. Tại nhất là có xin này, cái xí bách xin cái xương người ta đun bún mỏng mặt đấy. Người ta cũng tưởng là thích ăn kiểu này.
Ban rượu đâu rồi? Phải để vào trong này thế nào? Uống một mình nhỉ? Vừa tầm tốt sữa đấy. Kịp nở một chén nhỉ? Đây rồi. Kito em một thời gian nữa là cũng sẽ béo thôi. Anh Nhân ở dạo này lên được một tí cân rồi. Kito cũng lên cân đấy. Lên cân rồi. Mình thì không phải bàn rồi các bạn. Thế là đây này. Nó tan luôn các bạn. Tròn miệng. Mệt rồi. Bố thổi cho con. Đây, để chú thổi cho. Phù, xong rồi. Ôi, cái nước này cực kỳ ngọt luôn các bạn. Ngon. Hạt sen nó ra ngấm với những cái móng giò. Đây là nấm á. Xương móng giò hầm không đã ngọt rồi, thêm cả cái hạt sen nữa. Thêm mấy củ quả nữa nó sẽ điều vị hơn. Đúng là không hổ danh cái công thức mà mọi người hay nấu đúng không? Rất nóng. Chân giò hầm hạt sen. Trời ơi, đang chú lên chùi không? Húp tí nước đó. Húp tí nước. Ôi, cái này cũng là phần tốt nha. Cái này mới lần ấy này. Cái này móng bới này. Vừa làm ngụm nước xong ngọt đê á. Ui, ăn cái này lắm. Các bạn lắm. Ăn cái này các bạn mua để ăn nó mới ngon. Cầm tay nắm quần đúng không? Ăn cái này thì sữa nó ùa về luôn. À hôm nay hôm nay đi mua móng giò ấy, mọi người hỏi về mua gì, mua nhiều thế. Bảo sẽ mua về tầm bổ cho anh em, cho anh em tốt sữa. Anh em đang khô khan phải làm tí móng giò này với tốt sữa. Được. Thấy tốt sữa. Thấy tốt sữa chưa nhỉ? Thấy tốt sữa nhỉ? Thấy chưa? Ngon. Chân chất chưa? Like. Ok. Thấy nó chân chất nghe. Chân chân thì phải chạy đi nha. Ở trong đây là một công thức nấu chân giò rất là đơn giản. Rất là đơn giản trong những ngày đông này các bạn ạ. Dễ làm. Dễ làm tại nhà. Ơ kìa hai ạ. Sắp đến nhỉ, sắp đến dây chuyền rồi đấy. Dễ làm tại nhà. Đấy, nếu mà các bạn thấy video hay thì hãy cho anh em tôi một like nha các bạn nhá. Nhất là một like nhá, đăng ký kênh. Chia sẻ video. Đúng rồi, ủng hộ anh em mình. Và mua hàng thì có số điện thoại bên cạnh đây rồi. Đấy. Tất cả các mặt hàng thì đây là nhiều các mặt hàng thì anh em không giới thiệu hết được. Liên hệ với em đây để được tư vấn nha. Ok. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Xin chào các bạn. Chào mọi người nha.